Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin từ hãng thông tấn AP. Các cuộc giao tranh giữa những lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn tại Syria có thể phá hủy cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS. Bản tin mới nhất cho biết một cuộc giao tranh khá dài kéo dài một tuần lễ giữa các nhóm dân quân do Hoa Kỳ hỗ trợ tại phía đông của Syria với nơi mà có hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ đang trú đóng tại đây, có thể dẫn tới một tình trạng nguy hiểm là liên minh này có thể đổ vỡ trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo trong nhiều năm qua và có thể trở thành một cái cơ hội cho nhóm này có thể tái hợp trở lại. Đoạn video cho thấy rằng cuộc căng thẳng giữa lực lượng người Kurd đang thống trị ở khu vực này với lại cái nơi mà được xem là có cộng đồng đông đảo người Ả Rập đang đối diện với lại cái cuộc đối phó với lại cái lực lượng đồng minh của ông Bashar al-Assad và Nga và Iran. Trong đó gần như là họ đang có cuộc giao tranh với lực lượng của người Ả Rập cũng do Hoa Kỳ hậu thuẫn, và đây được xem là nơi mà đang có sự kiểm soát của các phiến quân gồm có nhiều phiến quân khác nhau, kể cả nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn. Và Hoa Kỳ nơi đây đang có khoảng 900 binh sĩ trú đóng tại đây cùng một lực làm việc với lại các lực lượng của khối Ả Rập và lực lượng của nhóm người Kurd để chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS. Và điều này đã dẫn tới một cái việc đánh bại nhà nước Hồi giáo ISIS năm 2019. Tuy nhiên thì hai nhóm dân quân do Hoa Kỳ hỗ trợ đã có cuộc xung đột gay gắt và cuộc giao tranh suốt một tuần lễ vừa qua ở khu vực gọi là Euphrates River, tức là dòng sông này, nơi mà được xem là có một số những cái khoáng mỏ dầu tại đây. Và đôi bên đã có sự cạnh tranh gay gắt ở khu vực phía tây của cái dòng sông này. Hiện nay thì phía Hoa Kỳ đang cố gắng làm trung gian để hòa giải giữa lực lượng Ả Rập có tên gọi là Arab Del El Zawa và lực lượng của người Kurd tại đây để tìm cách gọi là hòa giải giữa đôi bên. Đây được xem là một trong những cái cuộc giao tranh mà có thể gây ra một cái sự khó khăn và sụp đổ hoàn toàn cái liên minh chống lại lực lượng nhóm Hồi giáo ISIS đang hoạt động tại khu vực này. Đây là khu vực có sự hoạt động của các nhóm phiến quân, gồm có nhóm phiến quân do Iran hỗ trợ, do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, do Hoa Kỳ hỗ trợ và kể cả lực lượng của ông Bashar al-Assad dưới sự hậu thuẫn của quân đội Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, trước khi mà cuộc chiến bắt đầu thì chính quyền của Belarus đã bác bỏ lời yêu cầu của NATO là phải trục xuất các chiến binh của Wagner ra khỏi lãnh thổ của họ. Belarus đã từ chối lời đòi hỏi của Ba Lan và ít nhất 3 quốc gia vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia trục xuất nhóm chiến binh của lực lượng lính đánh thuê của Wagner ra khỏi lãnh thổ của họ. Họ gồm có các quốc gia là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã lên tiếng yêu cầu ngay lập tức là phải trục xuất các cái lực lượng chiến binh của Wagner ra khỏi Belarus. Đó là lời phát biểu của ông tổng thống quốc gia này là ông Alexander Lukashenko đã trả lời trong một cái cuộc phỏng vấn mới nhất của đài truyền hình của Belarus vào ngày 31 tháng 8. Và cùng một lượt, họ đã tìm cách tăng cường rất nhiều những cái lực lượng quân sự của họ ở biên giới của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông ra ông ta, và ông ta nói rằng đây là những đòi hỏi được xem là không có lý do và từ ích kỷ. Và trong đó thời gian gần đây thì có hàng trăm binh sĩ của lực lượng Wagner đã tới Belarus, nơi mà họ đang huấn luyện cho các lực lượng và quân sự và lục quân của Belarus và nằm gần cái biên giới của Ba Lan. Lực lượng lính đánh thuê này có quan hệ rất mật thiết với Điện Kremlin, và chủ nhân của lực lượng này thời gian gần đây đã bị thiệt mạng trong một cái chuyến bay ở tại khu vực của St. Petersburg. Và một đồng minh thân cận của Nga là vốn là Belarus đã chia sẻ cái đường biên giới với cả Nga lẫn các quốc gia trong liên minh NATO gồm có Ba Lan, Lithuania, Latvia, và ba quốc gia này bao gồm luôn cả Estonia là có đường biên giới với lại Nga là thành viên của liên minh NATO. Trong khi đó thì các giới chức Ba Lan tái nhắc lại là lực lượng Wagner có mặt tại Belarus không phải chỉ đe dọa tới Ba Lan mà kể cả các quốc gia ở phía đông của NATO.
Và trước đó trong tuần này thì Bộ trưởng Nội các của Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đã lên tiếng đòi hỏi phía Belarus là phải ngay lập tức trục xuất nhóm Wagner ra khỏi quốc gia của họ. Và trong ngày 28 Tây, trong một cuộc họp báo tại Warsaw, thì họ lên tiếng đòi hỏi một cách chính thức và sẽ xóa bỏ tất cả những cái việc nhận người ở biên giới thông qua các cái chương trình di trú. Và trong khi đó thì Belarus được xem là đã bị cáo buộc là đã hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, một điều mà Belarus bác bỏ, và hiện nay thì ông Lukashenko cho biết ông ta chưa có ý định trục xuất nhóm Wagner ra khỏi lãnh thổ của Belarus. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Blinken đã có cuộc nói chuyện với lại phía Do Thái và phía lãnh đạo của Palestine. Đó là bản tin mới nhất từ hãng thông tấn AP và Reuters cho biết gì trên. Bản tin từ Washington cho biết thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken trong ngày thứ ba đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với lại các nhà lãnh đạo của Palestine và Do Thái, theo tường trình cho biết. Và ông đã nói chuyện với lại thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu về việc mà Do Thái đang tăng cường rất nhiều những cái sự hoạt động quân sự của họ ở khu vực và những sự đe dọa bởi Iran, theo tường trình của Bộ Ngoại giao cho biết. Và trong một cái bản statement khác thì Bộ Ngoại giao nói rằng ông Blinken cũng đặc biệt lo ngại về tình trạng bạo động ở khu vực vùng Tây Ngạn khi mà ông nói chuyện với lại tổng thống của Palestine là ông Mahmoud Abbas, và họ đồng thời cũng thảo luận về cái giải pháp hai quốc gia trên vùng lãnh thổ này với sự phản đối bất kỳ một cái tiến trình thay đổi nào khiến cho hiện trạng trở nên tồi tệ hơn. Đây được xem là cú điện thoại nói chuyện giữa ông Antony Blinken và nhà lãnh đạo của Do Thái cũng như nhà lãnh đạo của Palestine. Và cùng một lượt trong ngày hôm nay thì bản tin cho biết ông Blinken đã bất ngờ có một chuyến viếng thăm đến Kiev và cho thấy sự ủng hộ với lại chính quyền của Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sau cú điện thoại với lại ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái, và ông Mahmoud Abbas là tổng thống của Palestine, thì bất ngờ ông Blinken đã có mặt tại Kiev trong một chuyến viếng thăm không được báo trước vào ngày hôm nay thứ Tư, vài giờ sau khi Nga đã có cái cuộc tấn công hỏa tiễn nhắm vào cái thủ đô của Ukraine. Chuyến đi của ông Blinken đã được xem là có 3 tháng đánh giá về cái vấn đề gọi là tổng phản công của Ukraine nhắm vào các khu vực mà Nga chiếm đóng, và tiếp tục bày tỏ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền của Kiev để chiếm lại những phần đất mà Nga đã chiếm đóng trên lãnh thổ của Ukraine. Sau khi tới Kiev thì ông Blinken đã đến cái thành phố, một cái thành phố gọi là Bekovetske, được xem là để tưởng niệm những binh sĩ của Ukraine đã hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ cho quốc gia của họ. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng nếu những gì mà người dân Ukraine cần thì không những là cho cái cuộc tổng phản công này và trong một cái đường hướng lâu dài để tăng cường khả năng kiềm chế mạnh mẽ hơn. Đó là lời phát biểu của ông Blinken đưa ra. Chúng tôi vẫn đoán chắc rằng tiếp tục làm việc với các đối tác của chúng tôi để xây dựng và tái xây dựng một cái nền kinh tế mạnh mẽ, một nền dân chủ mạnh mẽ. Và trong cuộc họp báo với lại các thông tín viên thì phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết là việc hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine không thể gây ảnh hưởng cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Và ông Blinken sẽ gặp gỡ với ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, đồng thời cũng sẽ gặp gỡ với lại thủ tướng và ngoại trưởng của quốc gia này để thảo luận về tình trạng gọi là tổng phản công của Ukraine và cái nỗ lực tái xây dựng lại Ukraine. Và trong cái chuyến tới Kiev thì ông Blinken đã gặp gỡ với lại thủ tướng của Đan Mạch là Frederiksen, và trong đó ông đã thảo luận về cuộc chiến này. Và ông Blinken đã cảm ơn Đan Mạch đã có một cái liên minh và giúp cho binh sĩ của Ukraine huấn luyện họ trong vấn đề mà lái F-16 và cam kết rằng sẽ quyên góp tất cả những cái chiếc chiến đấu cơ này cho phía của Ukraine, theo tường trình của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Mark Termuller. Washington cho biết họ sẽ thảo luận về việc xuất cảng qua Ukraine về vấn đề ngũ cốc thông qua cái ngõ của khu vực vùng Hắc Hải, và đặc biệt là việc mà tìm cách buộc Nga quay trở lại cái thỏa ước này. Đây được xem là một trong những chuyến đi khá quan trọng và bất ngờ của ông Antony Blinken, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ có mặt tại Kiev. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Điện Kremlin đã lên tiếng phản ứng ngay sau khi mà Anh đã xếp loại nhóm chiến binh gọi là Wagner, tức là lực lượng lính đánh thuê này, vào danh sách được xem là bị cấm vận và bị trừng phạt. Bản tin mới nhất cho biết Điện Kremlin trong ngày thứ Tư đã lên tiếng nói rằng nhóm lính đánh thuê đã không có một cái tư cách pháp nhân nào để hoạt động, và sau khi mà Anh quyết định biến cái tổ chức này thành một tổ chức khủng bố. Bộ trưởng Nội các của Anh là Suala Braverman đã lên tiếng mô tả nhóm lính đánh thuê này
nằm dưới quyền của ông Prigozhin trước đây là một nhóm gây đầy tất cả những cái cuộc bạo động và phá hủy, và nói rằng lực lượng này đã là một cái công cụ cho Vladimir Putin trong những cái hoạt động ở hải ngoại. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov đã nói với các thông tín viên là chúng tôi không có gì để phát biểu ngoại trừ vấn đề này. Vấn đề liên quan tới cái nhóm lính đánh thuê này, họ không có một tư cách pháp nhân nào. Wagner đang hoạt động ở tại Syria, Libya và một loạt các quốc gia ở tại Phi Châu. Trong đó họ đã chiêu mộ hàng ngàn những người đã bị kết án tại Nga trong nhà tù của Nga để tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, và trong đó gần như là giúp cho Nga đánh chiếm được thành phố Bakhmut của Ukraine. Và vào tháng 6 năm nay thì họ đã có một cuộc binh biến bất thành để mà uy hiếp tới quyền lực của ông Vladimir Putin. Và ngày 23 tây tháng 8 vừa qua thì chủ nhân của nhóm lính đánh thuê này là ông Prigozhin cùng với lại các phụ tá hàng đầu của ông ta đã bị thiệt mạng trong một chiếc máy bay tư nhân mà đã diễn ra, và cho tới giờ phút này nguyên nhân vẫn chưa được rõ ràng. Hiện nay thì nhóm Wagner này đang hoạt động ở tại Belarus, nơi mà Belarus đang có áp lực của các quốc gia đồng minh của NATO. Trong đó họ yêu cầu là phải trục xuất nhóm này ra khỏi khu vực của Belarus. Trong khi đó thì nhóm này vẫn tiếp tục hoạt động ở nhiều quốc gia tại Phi Châu, bao gồm luôn cả Mali và Cộng hòa Trung Phi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, cuộc gặp gỡ giữa Putin và Thái tử của Saudi Arabia tuyên bố là họ sẽ cắt giảm cái trữ lượng xuất cảng dầu thô để ổn định thị trường năng lượng của thế giới. Đó là một trong những cái quyết định mới nhất từ phía của khối OPEC. Bản tin mới nhất từ Moscow cho biết Điện Kremlin trong ngày thứ Tư nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Thái tử của Saudi Arabia là ông Mohammed bin Salman. Trong đó họ đồng ý là sẽ cắt giảm cái trữ lượng xuất cảng dầu thô để mà ổn định tất cả giá dầu thô trên toàn cầu. Các nhà lãnh đạo của toàn cầu đặc trách về vấn đề sản xuất dầu hỏa, hay còn gọi là khối OPEC, trong đó gồm có cả Saudi Arabia và Nga, trong ngày thứ Ba đã loan báo là họ sẽ tình nguyện cắt giảm cái trữ lượng dầu thô từ đây cho tới cuối năm, bất kể thị trường này đang có tình trạng giá dầu thô tăng cao. Nga cho biết họ sẽ bắt đầu quyết định là sẽ cắt giảm khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Trong khi đó thì Saudi Arabia đã gia tăng cái mức cắt giảm thùng dầu thô của họ lên tới 1 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày. Điện Kremlin cho biết là hai nhà lãnh đạo này xác nhận là sẽ hợp tác giữa các quốc gia trong cái hệ thống làm việc của khối OPEC cộng. OPEC cộng tức là khối OPEC gồm 13 thành viên và 10 thành viên xuất cảng dầu hỏa, nhưng không phải là thành viên của OPEC, gọi là OPEC cộng. Và trong đó Điện Kremlin tức là nước Nga cũng là một quốc gia nằm trong khối gọi là OPEC cộng. Tuy nhiên họ không phải là thành viên chính thức của khối OPEC. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới cái sự kiện quan trọng ở tại Jakarta, Indonesia, đó là hội nghị của khối ASEAN diễn ra. Và tại hội nghị này thì Tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon Seok-yeol cho biết là bất kỳ một cuộc hợp tác quân sự nào với Bắc Hàn đều phải được chấm dứt. Đó là lời khẳng định của ông. Bản tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết thì Tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon Seok-yeol đã phát biểu vào ngày thứ Tư là việc bất kỳ một cái hợp tác quân sự nào với Bắc Hàn là sẽ gây nguy hiểm cho cái hòa bình của quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Lời phát biểu của ông đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh với lại các quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là khối ASEAN diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Và các giới chức đã không cho biết lời phát biểu này đã đưa ra là có phải nhắc tới cái việc gọi là đang có sự đàm phán về cung cấp vũ khí giữa Bắc Hàn và Nga hay không. Tuy nhiên thì đã có một cái bản tin cho biết là Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, sẽ viếng thăm nước Nga sớm trong tháng này và gặp gỡ với lại ông Vladimir Putin. Bất kỳ một cuộc hợp tác quân sự nào với Bắc Hàn đều gây tổn thương cho hòa bình của quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Ông Yoon đã phát biểu như trên trong lúc mà ông gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của khối ASEAN. Bắc Hàn và Nga đã bác bỏ là họ đang có những cuộc đàm phán mua bán vũ khí, và chuyến viếng thăm vào cuối tháng này của ông Kim tới nước Nga ở thành phố phía đông của nước Nga gọi là Vladivostok là một phần trong việc thảo luận các cái nguồn cung cấp về vũ khí với Nga, và Nga có thể sử dụng nguồn vũ khí này trong cuộc chiến tại Ukraine theo tường trình của tờ New York Times đã đưa ra. Trong khi đó thì trước đây Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Sergei Shoigu đã có mặt ở tại Bình Nhưỡng và cũng sẵn sàng dự tính tham gia một cuộc tập trận chung giữa Bắc Hàn, Nga và Trung Quốc. Và trong phiên họp với khối ASEAN
Và bao gồm luôn cả Thủ tướng Nhật Bản có mặt tại đây là Fumio Kishida cũng như là Thủ tướng Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Lý Cường. Ông Yun cho biết Nam Hàn sẽ làm việc với lại các quốc gia Á Châu ở khu vực để tái tục lại cái mối quan hệ và cái cuộc đối thoại gọi là ba bên của để cải thiện các mối quan hệ. Và trong đó gần như là cái hội nghị thượng đỉnh này diễn ra chưa bao giờ diễn ra kể từ năm 2019, bởi vì sự căng thẳng giữa lúc mà có cái vấn đề liên quan tới thái độ của nước Nhật trong thời đệ nhị thế chiến. Ông Yun đã lên tiếng kêu gọi là chấm dứt các hành động của Bắc Hàn và chấm dứt việc mà cung cấp ngân quỹ cho chương trình vũ khí nguyên tử và chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn, bao gồm luôn việc mà họ đã sử dụng và đánh cắp các cái tiền tệ ở trên cái mạng tiền điện tử. Và dưới cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2017 đã được hậu thuẫn bởi cả Trung Quốc, thì các thành viên trong Hội đồng Bảo an đã yêu cầu là phải yêu cầu Trung Quốc là phải gửi lại Bắc Hàn tất cả những cái công nhân của họ từ Trung Quốc sau khi mà có những cái lệnh cấm từ phía của Liên Hiệp Quốc. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng khá mạnh mẽ của Tổng thống Nam Hàn tại hội nghị khối ASEAN. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, sẽ không có dự tính gặp gỡ giữa ông Biden, Tổng thống Hoa Kỳ, và Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc là ông Jake Sullivan đã lên tiếng vào ngày thứ ba là không có một cái dự tính nào gặp gỡ giữa ông Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lời phát biểu của ông Sullivan đưa ra giữa lúc mà ông Joe Biden nói rằng ngày chủ nhật ông ta đã, trong hôm chủ ngày chủ nhật ông ta đã cảm thấy bất mãn khi mà Tập Cận Bình đã không có mặt trong cái hội nghị của khối G20 diễn ra tại Ấn Độ, và nói rằng ông ta sẽ gặp gỡ với lại Joe Biden và chưa có một cái lịch trình nào được ấn định. Và tổng thống đã nói trước đây là ông ta đang tìm kiếm có một cái cuộc đối thoại với lại chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali vào năm ngoái, và ông ta vẫn tiếp tục hướng dẫn cái điều này trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên chúng tôi lại không có một cái lịch trình nào cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Joe Biden và ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình. Đó là lời phát biểu của Tòa Bạch Ốc đã đưa ra. Cùng một lượt thì ông Joe Biden dự tính là sẽ nói tới cái tình trạng bức hại của Trung Quốc ở trong cái bảy nợ ngoại giao mà họ gọi là một vành đai, một con đường trong hội nghị G20 tại New Delhi khi mà Tập Cận Bình không có mặt. Bản tin từ Washington cho biết thì dự tính của ông Joe Biden là sẽ bay tới Ấn Độ vào ngày mai thứ năm, nơi mà ông ta sẽ phát biểu về tình trạng bức hại của Trung Quốc và với cái món bảy nợ ngoại giao, và trong đó cùng với một số vấn đề khác với lại các thành viên trong khối G20 tại New Delhi, và sẽ đưa tất cả các lãnh đạo chung trong các cái vấn đề gọi là của toàn cầu. Lời phát biểu của phía ông Joe Biden đã đưa ra sau khi Bắc Kinh loan báo là ông Tập Cận Bình sẽ không có mặt trong cái hội nghị kéo dài 2 ngày bắt đầu từ thứ bảy tuần này. Và ông Joe Biden cũng lên tiếng cho biết là ông sẽ không đi với lại bà Jill Biden, tức là vợ của ông ta, đệ nhất phu nhân, sau khi bà đã có dương tính với lại con siêu vi khuẩn Vũ Hán vào ngày lễ Labor Day. Và Tòa Bạch Ốc loan báo rằng bản thân của ông Tổng thống thì lại là âm tính với lại cái con siêu vi khuẩn này. Và Tổng thống đã có cái sự kiểm tra. Đó là lời phát biểu của bà Karine Jean-Pierre, là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã đưa ra. Hội nghị khối G20 đã được thành lập từ năm 1999 sau khi mà có một cái cơn khủng hoảng tài chính tại Á Châu. Và đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh này. Và ông Joe Biden được xem là một trong những nhân vật phát biểu quan trọng trong cái hội nghị này, theo tường trình của Tòa Bạch Ốc, và trong đó sẽ gia tăng cái việc phát triển đa phương với tất cả các ngân hàng, đặc biệt là làm việc với lại World Bank và IMF, tức là Ngân hàng Thế giới, và tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế để tìm cách gọi là đối phó với những cái món cho vay Trung Quốc dùng làm bẫy nợ ngoại giao. Đây được xem là một trong những cái chiến lược mới của Joe Biden nhằm đối phó với các cái tình trạng mà Trung Quốc gây ảnh hưởng ở những quốc gia đang phát triển. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến một vành đai, một con đường để làm cái quốc gia cho vay đối với những quốc gia nhỏ đang phát triển và nghèo khổ. Và từ đó thì nó trở thành một cái bẫy nợ ngoại giao khiến cho những nước này lâm vào nợ nần và bị ảnh hưởng chính trị bởi Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, ngay sau lời phát biểu của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol về tình trạng chấm dứt hợp tác quân sự với Bắc Hàn, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo là đang có một cái cuộc chiến tranh lạnh mới diễn ra giữa những quốc gia quyền lực khi mà ông ta xuất hiện ở tại hội nghị khối ASEAN.
Một trong những nhân vật được xem là quyền lực số 2 của Cộng sản Trung Quốc là Thủ tướng Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng các quốc gia quyền lực trên thế giới đã giữ tất cả những cái sự khác biệt và phải nằm trong tầm kiểm soát để xóa đi một cuộc chiến tranh lạnh mới đang diễn ra giữa các cường quốc. Trong đó hình như là Trung Quốc đang nhắm vào Washington trong cái cuộc nói chuyện ở tại Indonesia. Bắc Kinh lo ngại là việc Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho một số những quốc gia ở khu vực trong cái cuộc gọi là tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông. Việc mà bất đồng hoặc là tranh chấp này là giữa những quốc gia ở trong khu vực và không nên để cho những quốc gia bên ngoài có thể xen vào. Đó là lời phát biểu của Lý Cường đã đưa ra trong cái hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN diễn ra tại Indonesia. Và để giữ cho tất cả những sự khác biệt này nằm trong tầm kiểm soát, phản đối bất kỳ một cái hành động chọn phía và phản đối bất kỳ một cái hành động đối đầu nào có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. 10 quốc gia nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang có mặt ở tại Indonesia để tham dự hội nghị thượng đỉnh, và trong đó có sự có mặt của cả Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ cũng như Canada vào ngày thứ Tư. Trong đó là cung cấp cho cái nhóm này có thêm cái việc gọi là thảo luận về tất cả những cái gì đang diễn ra tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Kamala Harris đã thay thế ông Joe Biden có mặt trong hội nghị lần này. Và Lý Cường thì có mặt trong cái hội nghị lần này thay thế cho sự hiện diện của Tập Cận Bình. Lời phát biểu của Lý Cường đã đưa ra sau khi mà Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, của Trung Quốc là Li Shanfu vào tháng 6 đã lên tiếng cảnh cáo là có thể sẽ có một cái liên minh quân sự thành lập tại Á Châu tương tự như NATO và gọi rằng đây là một cái hành động được xem là khiêu khích và gây bất ổn trong khu vực. Và ông ta đã phát biểu trong cái hội nghị quốc phòng Shangri-La tại Singapore. Trong khi đó thì Washington vốn là thành viên của nhóm liên minh AUKUS gồm có Anh và Úc, cũng như là thành viên trong nhóm The Quad, tức là tứ giác kim cương gồm có Ấn Độ, Úc và Nhật Bản. Và trong cuộc gặp gỡ vào ngày thứ Tư hôm nay với 18 thành viên của khu vực của Đông Nam Á và Á Châu, trong đó bao gồm luôn sự xuất hiện của Ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov. Và trong khi đó thì cùng một lượt trong cuối tuần này thì hội nghị G20 sẽ diễn ra tại Ấn Độ. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của Trung Quốc, là trong đó kêu gọi là không có chọn phía và tìm cách gọi là loại trừ tất cả những quốc gia nào không có thềm lục địa ở tại khu vực Biển Đông để mà tham gia vào các cuộc tranh chấp tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các cán bộ đảng viên là không thể sử dụng iPhone hoặc là các cái thiết bị của nước ngoài trong các cái văn phòng làm việc của họ. Bản tin mới nhất từ tờ Wall Street Journal báo cáo và hãng thông tấn Reuters tường trình lại thì nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các cán bộ và đảng viên trong chính quyền Trung ương và các cơ quan thuộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể sử dụng iPhone hoặc những thiết bị nước ngoài trong các văn phòng của họ, theo tường trình thuộc một nguồn tin tân cận đưa ra. Và lệnh này đã được đưa ra trong vài tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, thì giờ đây nó mới được thông báo bởi tờ Wall Street Journal. Lệnh này được ban ra giữa lúc mà công ty Apple đang chuẩn bị cho ra đời cái iPhone 15 và trong đó dự tính là sẽ có mức bán rất cao tại Trung Quốc, giữa lúc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có những mối leo thang về các mối quan hệ căng thẳng của họ. Và tờ Wall Street Journal không cho biết là loại phone nào của Apple đã bị cấm. Tuy nhiên thì trong đó tất cả những thiết bị của Apple bao gồm iPhone và iPad đều không được phép mang vào tất cả các văn phòng làm việc trong guồng máy của chính phủ của Trung Quốc. Và trong một thập niên qua thì Bắc Kinh đang tìm cách tránh lệ thuộc kỹ thuật vào nước ngoài và thúc đẩy việc sản xuất kỹ thuật ở trong nước. Bắt đầu từ năm 2020 thì Bắc Kinh đã bắt đầu đặt ra một cái tiêu chuẩn đôi dành cho tất cả việc mà gọi là tránh lệ thuộc vào các cái sản phẩm ở hải ngoại nằm trong thị trường Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật, trong việc mà họ nói rằng có lo ngại tới vấn đề gọi là an ninh của họ. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm cách giảm đi tất cả tầm ảnh hưởng của các cái sản phẩm ở bên ngoài nhập cảng vào Trung Quốc, và trong đó bao gồm luôn việc cạnh tranh trong thị trường của Trung Quốc. Và việc này được đưa ra sau khi mà ông chủ của công ty Huawei, tức là Nhậm Chính Phi, đã bất ngờ xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây và đứng chung với Lý Cường, thủ tướng của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Ông ta sẽ tháp tùng với lại ông thủ tướng này có mặt ở trong cái hội nghị khối G20 diễn ra tại Ấn Độ vào cuối tuần này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và Quốc Dân Đảng của Đài Loan đã từ chối hợp tác với bất kỳ một đảng phái nào tại Đài Loan mà có tinh thần chống lại Cộng sản Trung Quốc. Đây là một trong những tuyên bố mới nhất.
Quốc dân đảng trong ngày thứ tư đã đưa ra một thông báo là họ sẽ không làm việc với bất kỳ một đảng nào có khuynh hướng chống lại nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Giữa lúc mà phó tổng thống Đài Loan là Lai Ching-te của đảng Dân Chủ Cấp Tiến vẫn đang là người dẫn đầu trong các cái cuộc thăm dò, cho thấy rằng là ông Lai Ching-te đang có khuynh hướng gọi là cứng rắn với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và phát biểu trong vai trò lãnh đạo của Quốc dân đảng vào ngày thứ tư, thì chủ tịch của đảng này là Eric Chu đã lên tiếng cho biết là cần có một sự bản đồng thuận về chính sách đối với Cộng sản Trung Quốc và cải tổ về hiến pháp trước khi mà họ quyết định là sẽ hợp tác với những cái đảng phái mà được xem là có khuynh hướng chống lại nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và ông ta nói rằng Quốc dân đảng sẽ không làm đối tác với bất kỳ một đảng nào và bác bỏ Trung Quốc và muốn khẳng định cái bản sắc của Đài Loan. Và chỉ có cái đảng nào mà sẵn sàng thúc đẩy cái hòa bình, cải thiện các mối quan hệ tiêu chuẩn với nhà nước Cộng sản Trung Quốc thì họ sẽ làm việc chung. Đây là lời phát biểu của Eric Chu đã đưa ra. Lời phát biểu này có vẻ như đi ngược lại với lại cái quan điểm của người dân Đài Loan đang thúc đẩy một cái xã hội độc lập hoàn toàn và tránh rời khỏi Trung Quốc. Các đảng đã tham gia vào trong cái khu vực này, bao gồm một số họ thảo luận về vấn đề năng lượng, vấn đề an ninh xã hội, vấn đề giáo dục, vấn đề chăm sóc sức khỏe và một số những chính sách về kinh tế. Và ông này lên tiếng và nói rằng cần phải có một bản đồng thuận chung về cái chính sách đối với Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Đài Loan cho biết họ đang thực hiện một cuộc bắn hỏa tiễn đạn thật với lại cái hỏa tiễn do họ chế tạo có tên gọi là Wang Chin. Bản tin mới nhất từ Đài Loan cho biết một cuộc tập trận bắn đạn thật với các cái hỏa tiễn Wang Chin do Đài Loan chế tạo dự tính sẽ diễn ra vào ngày thứ năm theo nguồn tin quân sự cho biết. Wang Chin là quả hỏa tiễn gọi là không đối địa, tức là từ các cái chiến đấu cơ bắn xuống mặt đất do được sản xuất bởi cái Viện Nghiên cứu Trung San về Khoa học và Kỹ thuật, trong đó tăng cường cái khả năng về không quân của Đài Loan. Và đặc biệt là trong đó lực lượng không quân sẽ thực hiện cuộc tập trận ở đây, ở khu vực đảo Bình Đông. Và cuộc tập trận bắn đạn thật này diễn ra giữa lúc mà Trung Quốc đang có những đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Và đây được xem là cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên sử dụng tất cả các cái hỏa tiễn Wang Chin do Đài Loan chế tạo, hay còn gọi là Shenfu. Và đây là một trong những cái hỏa tiễn mà do phía Đài Loan chế tạo. Wang Chin thời gian gần đây đã đạt được mức bắn lên tới 200 km. Và theo báo cáo cho biết thì họ có khả năng bắn tới 400 km. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác nhận là cái tầm bắn của loại hỏa tiễn này. Và lực lượng không quân đã chi ra ngân sách lên tới 15.73 triệu Mỹ Kim từ năm 2024 đến năm 2028. Để sản xuất các loại hỏa tiễn Wang Chin và trong đó gia tăng khả năng kiềm chế của Đài Loan trước sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc và có khả năng tấn công vào thêm lục địa của Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, đa số người dân Úc đều ủng hộ cho vấn đề nhân quyền hơn là mậu dịch với Trung Quốc, cuộc thăm dò mới được đưa ra. 2/3 những người dân Úc ưu tiên cho vấn đề nhân quyền nhiều hơn là trao đổi mậu dịch giữa Úc và Trung Quốc, một bản báo cáo công bố. Chính quyền của Trung Quốc đã được phát hiện là họ đã vi phạm nhân quyền của người dân Hồng Kông, Đài Bắc, ở Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Và thời gian gần đây, sau cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc cho thấy rằng là Trung Quốc đã có hành động cưỡng bức lao động ở Tây Tạng và khu vực của người Duy Ngô Nhĩ. Đó là một trong những lời phát biểu trong cái cuộc thăm dò đã được thực hiện bởi tổ chức có tên gọi là Essential Research, thực hiện ngày 16 cho tới ngày 20 tây tháng 8. Chính quyền của Úc đang theo đuổi một cái tiếp cận về mậu dịch với Trung Quốc, tiếp theo việc gọi là giảm đi tất cả những cái thuế nhập cảng và xuất cảng. Và điều này sẽ cho thấy cái quan điểm của quý vị về mối quan hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đặt nặng vấn đề mậu dịch hay nhân quyền? Đây là câu hỏi được đặt ra. Và 48% người Úc nghĩ rằng Úc nên giảm bớt tất cả những quan hệ mậu dịch với Trung Quốc. Và khi mà và cái vấn đề mà gọi là quan hệ mậu dịch này chỉ được thúc đẩy khi mà điều kiện nhân quyền tại Trung Quốc được cải thiện. Và những người trẻ từ 18 tới 34 gần như là có cái nhìn này nhiều hơn so với những người trên 55 tuổi. Và cuộc thăm dò này gồm có việc vấn đề đàm phán mậu dịch giữa Trung Quốc và của Úc, cũng như là cái chiến lược của đảng lao động. Và trong đó gần như là người dân Úc phản đối những chính sách tiếp cận của đảng lao động đối với lại chính quyền của Trung Quốc. Và điều này cho thấy rõ ràng là người dân Úc có vẻ như là họ coi trọng cái vấn đề nhân quyền nhiều hơn, đặc biệt là cộng đồng Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng người Tây Tạng đang hoạt động tại Úc. Và trong đó họ cho biết
biết rằng là họ ủng hộ cho cộng đồng Tây Tạng và cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ cũng như là cộng đồng người Hồng Kông đang bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức độc lập ở tại Úc đưa ra và cho thấy rằng Đảng Lao động có vẻ như đi ngược lại với nguyện vọng của người dân Úc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong vẫn cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và trong đó họ mua và đăng quảng cáo trên TNP Channel. Quý vị nào mà muốn mua các cái thiết bị điện tử, các ghế massage nổi tiếng của Nhật Bản hay là các cái giường nệm chống đau lưng danh tiếng của nước Ý, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron qua số điện thoại là 1877-892-6999, 1877-892-6999 hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Trước hết là cảm ơn Tùng Còi NZ đã trở thành member của channel TNP. Cảm ơn rất là nhiều. Và lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị. Ok, nếu Tổng thống Trump đắc cử thì Ivanka có theo chân cha như năm 2017 không anh? Theo tôi biết... Lời tuyên bố chính thức cách đây gần một năm, Ivanka và Kushner sẽ không xen vào tất cả những cái hoạt động chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump. Có nghĩa là lần trước thì cổ là cố vấn không ăn lương. Nhưng lần này thì gia đình của Ivanka sẽ không dính dự gì tới các cuộc tranh cử của Tổng thống Trump hết. Có nghĩa là cổ sẽ đứng ngoài chính trị. Đây là cái tuyên bố cách đây gần một năm của Ivanka nha. Và cổ tập trung vào vấn đề thương mại của gia đình và xã hội nhiều hơn. Rồi, tiếp tục. Lời này chỉ hội nghị tranh luận chính China đã làm cho ASEAN trở nên bất ổn chính trị và quân sự. Nhưng bây giờ chính Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng sẽ có một cái cuộc chiến tranh lạnh mới. Và trong đó ông Lý Cường nói rằng là các quốc gia ở khu vực nên thảo luận với nhau và không nên để cho thế lực thứ ba xen vào. Lần này là ông ta ám chỉ vào Hoa Kỳ đó. Và ông ta nói rằng không nên chọn một phía nào. Bây giờ quý vị, rõ ràng Trung Quốc đang bị thất thế ở ASEAN. Họ có thể chiếm được lợi thế ở những khu vực khác. Nhưng riêng tại Á Châu Thái Bình Dương, Trung Quốc đang thất thế. Do đó, ông ta đã dùng cái chữ gọi là chiến tranh lạnh để hù dọa trở lại. Thật sự quý vị, lần này tôi đã khẳng định rất nhiều lần. Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không phải là chiến tranh lạnh. Mà nó sẽ là một cuộc chiến thật sự. Vấn đề là sớm muộn nó xảy ra hay thôi. Bây giờ đôi bên đã có toàn diện cuộc chiến rồi, trừ cuộc chiến quân sự. Bây giờ cuộc chiến quân sự chưa biết bao giờ bùng nổ. Nhưng mà tất cả các mặt trận khác đã có sự đối đầu. Và Trung Quốc đang dần dần trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ rồi. Do đó thì quý vị, ông ta nói là chiến tranh lạnh thì không đúng. Chiến tranh lạnh thì không đúng. Mà nó là một cuộc chiến thật sự. Chỉ là vấn đề thời gian nào cuộc chiến này bùng nổ thôi. Nha. Rồi, ok, lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị. Tàu Cộng chuyên hù các nước nhỏ trong đó của Việt Nam. Thì xưa nay họ vẫn hù. Nhưng mà có vẻ những cái lời hù dọa của họ đã không còn hữu hiệu. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã liên tục mất tư thế ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Đặc biệt là trong khối Đông Nam Á. Thứ nhất là Philippines đã ngã về phía của Hoa Kỳ. Malaysia, Indonesia cũng đang có cái khuynh hướng ngã về phía Hoa Kỳ. Và đặc biệt là trường hợp của Campuchia. Xưa nay Hun Sen làm thủ tướng thì tất cả các chính sách đều nghiêng về phía Trung Quốc. Và thậm chí Hun Sen còn tuyên bố Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc nữa. Nhưng lần này con trai của Hun Sen lên thì chưa biết. Tức là Hun Sen Manet lên thì chưa biết ông này sẽ như thế nào. Ông này sẽ có một cái chủ trương giống thân phụ của ổng. Hay là ông này sẽ có một cái chủ trương khác với thân phụ của ổng. Trong cái chiến lược Á Châu Thái Bình Dương. Bên cạnh đó đảng Phiêu Thái ở Thái Lan đã lập nội các và đã có tân thủ tướng. Thì cũng chưa biết được tân thủ tướng này sẽ đi theo cái chính quyền cũ của ông Prayuth là thân với Trung Quốc. Hay là họ sẽ có một cái khuynh hướng khác. Thì quý vị, nếu tất cả những quốc gia này
đều thay đổi quan điểm thì kẹt cho Trung Quốc rồi. Ở ở Á Châu bây giờ chỉ còn có Cộng sản Việt Nam và Lào, Miến Điện là dính với Trung Quốc thôi. Còn Singapore muốn đi hai hàng thì lần này có thể đảng đối lập thắng cử. Có thể thôi. Thì quý vị, tức là tình hình thay đổi chính trị tại Á Châu có thể sẽ thay đổi cục diện. Do đó, tôi thấy là rõ ràng Trung Quốc thất thế tại Á Châu. Trung Quốc thất thế tại Á Châu. Lần này để coi coi Lý Cường có thể thuyết phục được hay không. Và Tập Cận Bình đang tìm cách gọi là xoa dịu khu vực Đông Nam Á. Bắt đầu mở cửa thị trường tiêu thụ của Trung Quốc cho Đông Nam Á để giành lại tư thế với Hoa Kỳ. Thì quý vị chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Wow. À, nếu Lai Chinh Tê đắc cử sẽ cho bà Thái Anh Văn làm Bộ trưởng Quốc phòng không? Ít nhất bà mạnh mẽ và là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên. Chưa chắc. Không ít khi nào có chuyện đó lắm. Bà Thái Anh Văn sau trận này bà sẽ về hưu. Sau khi mà hoàn tất hai nhiệm kỳ tổng thống thì bà về hưu. Tương tự như những đời tổng thống khác. Họ về hưu hết. Có điều là trong cái đảng Dân Chủ cấp tiến còn rất nhiều những nữ cường nhân có thể đảm nhiệm được chức Bộ trưởng Quốc phòng. Có thể. Tại vì trong quốc dân đảng của Đài Loan bây giờ đó thì phái nữ ít hơn. Còn ở trên đảng Dân Chủ cấp tiến thì phái nữ nhiều hơn. Thì chưa biết được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là lần này bà Thái Anh Văn sẽ về hưu. Tức là sau khi mà làm hai nhiệm kỳ tổng thống nha. Bắc Kinh tứ bề cô lập, bây giờ vùng vẫy mà vẫy vùng thì có thể làm căn không lối thoát cho Tập Cận Bình rồi anh hả? Chưa biết, đó là cục diện của Đông Nam Á thôi. Nhưng mà quý vị đừng quên, ở Trung Mỹ, bàn tay của Bắc Kinh đã lớn qua Hoa Kỳ. Bây giờ nhiều quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ đang nghiêng về phía Trung Quốc. Đang nghiêng về phía Trung Quốc. Và thứ hai nữa là khu vực Trung Đông, Trung Quốc đã bắt đầu nhúng tay vào. Thì chúng ta có thể chặn được Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương và ở Biển Đông và Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà bàn tay của Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Và quý vị biết rằng là họ đã có một căn cứ quân sự tại Phi Châu. Và bây giờ Trung Quốc đang có tham vọng sẽ có thêm mấy căn cứ quân sự ở Phi Châu nữa. Tức là mặt trận Á Châu Thái Bình Dương họ có thể xa cơ, tức là họ nằm ở dưới hạ cơ so với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái mặt trận ở các khu vực khác chưa chắc đâu nha. Rồi tiếp tục. Vành đai một con đường, bảy nợ do Trung Quốc vẽ ra. Thì đúng là do Trung Quốc vẽ ra. Và lúc đầu mình tưởng nó là một cái định chế tài chính tốt. Đâu có ai biết được nó là cái bẫy nợ. Bây giờ nhiều quốc gia lâm vào bẫy nợ này. Không trả được nợ nần, lãi chồng lãi, cộng thêm các cái dự án giao cho nhà thầu Trung Quốc chưa bao giờ đúng hẹn cả. Khiến cho họ bị lỡ cỡ. Thì bây giờ, trong cái hội nghị C20 này, ông Joe Biden sẽ nhấn mạnh điều này. Và ông đang thúc giục đồng minh và các đối tác của Hoa Kỳ, trong đó có Liên hiệp Âu Châu, là phải đẩy mạnh cái việc mà giúp những quốc gia nghèo khó đang phát triển ra khỏi vòng tay của Trung Quốc. Có thể là họ sẽ nhân sau cái chuyện này, họ sẽ bắt đầu cấp môn bài cho một số những ngân hàng lớn hay là những cái quỹ hedge fund có thể cho các chính phủ vay tiền. Các chính phủ của những quốc gia nghèo đói đang phát triển vay tiền dưới sự bảo đảm của Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Nhật Bản. Thì có thể sẽ sau cái phiên họp hội nghị C20 này có thể đi tới con đường đó. Tại vì lần này không có mặt Tập Cận Bình, chỉ có Lý Cường mà thôi nha. Rồi tiếp tục. Thời gian qua rất nhanh, hơn một năm nữa không đủ để Trung Cộng kiếm con đường thoát khi ông Trump đắc cử tổng thống 2024. Theo tôi thì chưa biết như thế nào, nhưng mà rõ ràng là hiện nay là Trung Quốc đang phải đánh lô tô. Tức là một mặt thì phe diều hâu đang áp lực tới, một mặt thì cánh cửa của Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đang dần dần đóng lại với Trung Quốc. Thì quý vị, và cái việc mà thay đổi cái thể chế chính trị của Hoa Kỳ có thể diễn ra năm 2024, với cái chính sách diều hâu hơn, thì Bắc Kinh thật sự đang đối diện với nhiều thách thức giữa lúc mà họ đang có cơn khủng hoảng kinh tế diễn ra nha. Rồi tiếp tục. Con trai Hun Sen có thể đi khác con đường cha mình, giữ khoảng cách với Trung Quốc, cũng như Kim Jong Un đi khác con đường của cha. Có thể. Tôi đã nói quý vị là Hun Sen Manet có thể sẽ đi con đường khác mà. Với cái nhìn của tôi thì anh ta có thể đi con đường khác đó. Và Thái Lan
cũng có thể như vậy. Do đó, cái tư thế của Trung Quốc ở tại Đông Nam Á đã trở nên suy yếu hơn. Bây giờ họ mở rất nhiều thị trường cho các quốc gia Đông Nam Á để chiêu dụ. Nhưng mà thị trường tiêu thụ của họ dù lớn nhưng lại không nhiều tiền bằng của Hoa Kỳ. Xuất cảng qua Hoa Kỳ ít hơn nhưng mà tiền nhiều hơn. Còn xuất cảng qua Trung Quốc một đống hàng nhưng tiền không có nhiều hết. Bị ép giá mà. Do đó quý vị, bây giờ Bắc Kinh đang tìm cách chiêu dụ nha. Rồi, cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng kỳ lạ thật. À, Tàu Cộng thao túng sân sau của Hoa Kỳ nhưng bị Hoa Kỳ thao túng ngay tại sân nhà tại Á Châu Thái Bình Dương. Thì đôi lúc nó có những cái lạ như vậy đó quý vị. Tại vì sao? Dân ở Trung Mỹ và Nam Mỹ đa số là bị đẩy vào cái tình trạng trước đây họ bị kiểm soát bởi hai thế lực. Thứ nhất là thế lực của chính phủ. Thứ hai là thế lực của băng đảng. Và thế lực của băng đảng bây giờ nó trở thành một thế lực chính trị khuynh tả. Từ một cái thành phần băng đảng gọi là tống tiền, rồi bắt cóc, rồi buôn ma túy, buôn người. Thì bây giờ nó đưa những nhân vật chính trị ra để tham chính. Và những nhân vật chính trị này lại thắng cử liên tục. Nó đã trở thành một cái lực lượng khuynh tả và thân với Trung Quốc rồi. Do đó, cái điều lạ là bây giờ nhiều quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ đang dần dần nghiêng về phía Trung Quốc. Còn ngược lại thì các quốc gia Á Châu nghiêng về phía Mỹ. Dạ. Rồi tiếp tục. Tại sao Úc bị Trung Cộng hù dọa về kinh tế mà Úc khoái xuất cảng qua Tàu Cộng? Có lẽ các nước khác trên thế giới không mua hàng nhiều bằng Tàu Cộng. Không phải như vậy, mà do đảng lao động muốn lật đổ cái chính sách của đảng bảo thủ. Chính sách đảng bảo thủ của ông Scott Morrison thì cứng rắn với Trung Quốc, thì đảng lao động sẽ làm ngược lại. Họ là ngược lại với lại đảng bảo thủ. Do đó họ lật đổ tất cả những chính sách của ông Scott Morrison. Thì quý vị, đây là cái giá mà dân Úc phải trả. Đảng lao động là một đảng khuynh tả. Và đảng lao động sẵn sàng thỏa hiệp với chế độ độc tài toàn trị. Thì quý vị thấy Benny Wong mấy lần tới Trung Quốc rồi. Benny Wong là người tiếp cận Trung Quốc đó. Do đó quý vị, cái này là không may mắn cho cả Mỹ lẫn Úc là những chính quyền cánh tả này nó mềm dẻo với Trung Quốc. Trong khi đó, trước đây quý vị nhớ chính quyền cánh hữu của ông Scott Morrison rất mạnh. Ông sẵn sàng shut down Trung Quốc luôn. Đây là sự khác biệt đó quý vị. Nha. Siết chặt Trung Quốc một nhiệm kỳ nữa là banh xác. Chưa biết được, nhưng giờ này kinh tế Trung Quốc đang banh xác. Giờ phút này kinh tế của Trung Quốc đang banh xác và kéo thêm một vài năm nữa. Tôi chưa biết tình hình nội địa của Trung Quốc như thế nào. Thì cái bài nhận định ngày hôm nay của tôi cũng cho thấy, cái bài Hilton Nhật Ký phần 1 đó, tôi cũng cho thấy là tình trạng cấm iPhone đó, rõ ràng là Trung Quốc đang đối diện với rất nhiều thách thức, từ khủng hoảng kinh tế cho tới cuộc đấm đá nội bộ và sự rạn nứt giữa trung ương và địa phương. Nó đang là dấu hiệu cho thấy là sẽ có một cái bất ổn xã hội lớn ở Trung Quốc trong vài năm tới nha. Nhìn cách tiếp cận của Vương Nghị khi gặp Asia với tư cách năn nỉ hơn hơn là mạnh miệng răng đe như ngày xưa thời Trung Cộng đã qua. Tôi không nghĩ rằng là Vương Nghị giảm đi cái ngôn ngữ. Nhưng mà rõ ràng ngôn ngữ thì vẫn cứng rắn. Ngược lại thì Trung Quốc đang mở rộng thị trường tiêu thụ cho giới Á Châu để giành giật với Hoa Kỳ về thế lực. Thì quý vị, có điều tôi nói trên thực tế, một thương gia ở Thái Lan hay là một thương gia ở Việt Nam xuất cảng qua Trung Quốc và xuất cảng qua Mỹ, chỗ nào nhiều tiền hơn, chỗ nào tiền thơm hơn, tự quý vị suy nghĩ lấy. Có điều là gì, xuất cảng qua Mỹ thì phải đúng quy tắc. Những nước như Cộng sản thì không có cửa, nhưng Thái Lan thì họ thích, tại vì xuất cảng qua Mỹ tiền cao hơn. Xuất cảng có một cục thì thôi, tiền cỡ này, còn bây giờ xuất cảng qua Trung Quốc cỡ này, tiền cỡ này. Những quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia thì họ giảm dần cái lệ thuộc vào Trung Quốc. Ngược lại Cộng sản Việt Nam thì bây giờ họ chịu đấm ăn xôi, chấp nhận cho Trung Quốc ép giá để duy trì chế độ cai trị. Mỗi một vận mạng của một quốc gia khác nhau. Giữa lúc Á Châu đang có xu thế tách rời Trung Quốc, thì Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục associate thân cận với Trung Quốc nha. Wagner có bị tội xâm lược nước khác không anh? Xâm lược nước nào? Nói tôi nghe. Belarus cho họ được trú đóng chính thức.
và lực lượng của hoạt động của họ ở những quốc gia phi châu cũng được những chính quyền phi châu hỗ trợ. Thì họ xâm lược nước nào? Cho tôi nghe đi, nói tôi nghe đi. Bây giờ họ đâu có lực lượng nào ở tại Ukraine đâu mà nói họ xâm lược. Ok. Rồi, ít muốn thoát khỏi kinh tế Trung Cộng ít nhất vài thập niên nữa nên Úc, Mỹ cần phải có thời gian. Tôi không nghĩ vài thập niên đâu. Tôi nghĩ trong vòng dưới một thập niên. Với cái xu thế bây giờ, thì dưới một thập niên là toàn bộ thế giới sẽ không còn lệ thuộc vào sản phẩm và hàng hóa cũng như nguyên liệu của Trung Quốc. Không cần vài thập niên đâu. Vấn đề là những quốc gia nào lệ thuộc nền kinh tế Trung Quốc thì dứt ra không được. Còn những quốc gia mà có khuynh hướng tách rời cái nền kinh tế của Trung Quốc thì họ dần dần sẽ thoát được. Họ không bị uy hiếp nữa. Họ có thể nhập cảng nhiều quốc gia khác thay vì chỉ tập trung vào một cái mảng cung cấp của Trung Quốc. Do đó quý vị, giờ phút này là cái giờ phút mà phải chọn lựa cho sự phát triển của người dân nước mình nha. Rồi tiếp tục. Ok. Chó cùng thì cắn dậu, nghĩ có chiến tranh hạt nhân không? Chiến tranh đại thế chiến thì có đó, nhưng hạt nhân hay không thì tôi chưa biết. Tại vì quốc tế đang cần một cuộc chiến để chấn chỉnh lại cái kỷ cương của quốc tế và cái trật tự của thế giới, mà trong đó sẽ xóa bỏ vùng màu xám. Chỉ còn màu trắng và màu đen, không còn vùng màu xám nữa. Thì do đó, cộng đồng quốc tế giờ phút này mặc dù không thích chiến tranh, nhưng họ thấy rõ ràng nhu cầu chiến tranh là có. Phải cần một cuộc chiến này để mà lập lại trật tự thế giới một cách rõ nét hơn. Do đó, còn cái vấn đề nó có bùng nổ thành một cuộc chiến nguyên tử hay không thì chúng ta không ai biết được hết. Nha. Rồi. Ok. Em mong ông Biden đến Việt Nam. Nếu Việt Nam không theo thì cấm vận Việt Nam cũng không sao. Đường nào Việt Nam cũng đang khổ. Thì quý vị, lần này cái chuyến đi của Joe Biden tới Việt Nam là một cái last chance. Từ cái lúc mà Kamala Harris từ Singapore bay qua Việt Nam cho tới bây giờ Joe Biden đến Việt Nam cách nhau khoảng 2 năm. Tức là Joe Biden để cho Cộng sản Việt Nam tự chọn con đường. Lần này tới coi như là một cái last chance. Và có thể rằng sau cái chuyến đi này là cái chuyến đi sau cùng của một tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Tôi thì tôi cho là chủ quan như vậy. Tại sao tôi gọi là sau cùng? Tại vì sau chuyến này đi này của Joe Biden, Hoa Kỳ sẽ tập trung chuyển trục về Á Châu. Và nước nào mà có chung giá trị thì Hoa Kỳ sẽ bắt đầu làm việc với nước đó. Nước nào không có chung giá trị, Hoa Kỳ sẽ dần dần tách rời họ ra. Và khi tách rời ra như vậy, từ đây về sau không có một đời tổng thống Mỹ nào tới Việt Nam nữa. Ngoại trừ cùng lắm bộ trưởng ngoại giao, đại sứ vẫn giao du như vậy thôi. Sẽ không có nữa. Những đời tổng thống sao? Tại vì họ phải đi theo cái chiến lược của họ. Hoa Kỳ phải đi theo chiến lược của Hoa Kỳ. Và chiến lược đó đã tái, gọi là sửa sai. Chiến lược sửa sai. Tại vì ngày xưa họ nghĩ rằng lôi Cộng sản Trung Quốc ra khỏi khối Cộng sản Đông Âu. Vô tình họ đã tạo ra còn một con khủng long. Bây giờ con khủng long này uy hiếp tới Hoa Kỳ. Do đó, để mà chặt đứt cái tầm ảnh hưởng của con khủng long này là Hoa Kỳ sẽ chặt đứt những vây cánh. Những tay chân, vây cánh vệ tinh của khủng long này. Và do đó, Hoa Kỳ chỉ share những sự thịnh vượng của họ và làm ăn buôn bán của họ, phát triển kinh tế của họ với những quốc gia có chung giá trị thôi. Và những quốc gia nào không có chung giá trị thì đứng qua một bên. Tự anh lo. Chết ráng chịu. Chúng tôi không quan tâm tới nữa. Chúng tôi chỉ quan tâm tới những quốc gia đang có chung giá trị với chúng tôi và có một cái khuynh hướng đối đầu với Trung Quốc. Đó là cái chiến lược trong vòng 2 thập niên tới. Vậy thì quý vị nói cho tôi nghe đi. Ok. Chuyến đi này của Biden tới Việt Nam như thế nào? Ok. Rồi tiếp tục. Trung vợ trọng cấm iPhone thì người dân xài Android, người dân không thích xài iOS của Trung Quốc tự chế điều hành vận hành. Không phải, họ cấm là cán bộ đảng viên không được sử dụng iPhone và các thiết bị nước ngoài, trong đó bao gồm luôn cả Samsung là Android đó. Do đó, thì quý vị,
Đây là cái hệ thống vận hành thôi. Nhưng mà cái hệ thống vận hành này nó kiểm soát được. Do đó thì giờ phút này để coi coi nó như thế nào. Nhưng mà cái mục đích là tại vì nó muốn ép Apple. Nó muốn ép Apple phải hợp tác. Tức là Apple có những cái thông tin họ sẵn sàng cung cấp cho lực lượng công an mật vụ của Trung Quốc. Theo luật của Trung Quốc. Nhưng có những cái họ từ chối. Tại vì vi phạm luật của Mỹ. Cho nên họ phải từ chối. Thì quý vị, đây là cái bước kế tiếp để mà áp lực Apple phải thỏa hiệp cung cấp toàn bộ dữ liệu, tin tức mà công an mật vụ Cộng sản Trung Quốc muốn. Và cái lệnh này nó ra vài tuần trước khi cái iPhone 15 tung ra thị trường. Thì quý vị, đây là một cái đòn nhắm vào Apple và cũng là một cái đòn gọi là thanh trừng ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản luôn. Nha. Rồi. Nếu ông Trump đắc cử ra Tổng thống Mỹ, ông Trump ngoài đánh thuế cao Trung Cộng thì ông Trump sẽ áp lực cấm vận tàu Cộng, sẽ không cho gì hắc dịch lộng hành nữa. Thật sự quý vị, ông Trump tuyên bố là lần này á, hôm rồi ông tuyên bố là ông sẽ chơi một cái trò thuế gọi là fair tax. Tức là thuế anh đánh tôi bao nhiêu thì tôi đánh anh bấy nhiêu. Có nghĩa là bây giờ ví dụ một chiếc xe nhập cảng vào Việt Nam. Thì chiếc xe đó Cộng sản Việt Nam đánh thuế lên 300%. Thì ông Trump sẽ đánh thuế tất cả mặt hàng của Việt Nam lên 300%. Ok, cho tới khi nào mà các quốc gia đối tác là phải công bằng. Đây là chính sách thuế của ông Trump. Ông đã tuyên bố hôm rồi đó, Joe Biden phản đối đó. Ông nói là fair tax. Anh đánh tôi bao nhiêu phần trăm, tôi đánh lại bấy nhiêu phần trăm. Tức là ông muốn mở rộng thị trường của xuất cảng của Hoa Kỳ một cách công bằng. Bây giờ các quốc gia nhân danh là quốc gia đang phát triển nghèo đó, lạc hậu con khỉ gì đó trong WTO, để họ đánh thuế mạnh các cái sản phẩm trong thị trường của họ để bảo hộ cho công ty của họ. Để bảo hộ cho những công ty của họ. Thì điều này gây ra cái sự gọi là mất cán cân về mậu dịch và xuất cảng nhập cảng. Do đó ông Trump sẽ chơi lại. Ông tuyên bố rồi. Ông sẽ chơi một cái fair tax. Tức là ví dụ Cộng sản Trung Quốc đánh thuế vào mặt hàng của Hoa Kỳ nặng, thì Hoa Kỳ sẽ đánh thuế vào mặt hàng của Cộng sản Trung Quốc nặng. Xe Ford của Hoa Kỳ xuất cảng qua Việt Nam bị đánh thuế lên tới 300%. Thì mặt hàng của Việt Nam xuất cảng qua Hoa Kỳ cũng sẽ bị đánh thuế 300%. Ok. Và người dân, những cái kẻ mà ở Mỹ nói, ê, đánh thuế vậy là dân Mỹ chịu thuế, chứ đâu phải cái nước đó chịu thuế đâu. Dân Mỹ sẽ không chịu, nếu đừng mua hàng của họ. Nếu dân Mỹ mua hàng của dân Mỹ thì đâu có bị thuế đó đâu. Còn dân Mỹ đi mua hàng của Trung Quốc, dân Mỹ đi mua hàng của Việt Nam thì sẽ bị đánh thuế như vậy. Ráng chịu. Chứ đừng nói là dân Mỹ sẽ chịu thuế đó. Cái đó là cái lối bịp bợm của đám cánh tả thôi. Dân Mỹ không hề chịu thuế đó nếu họ mua hàng của những quốc gia mà đối tác của Hoa Kỳ hay là của chính Hoa Kỳ sản xuất. Họ đâu có bị đâu. Nhưng nếu họ mua hàng của Việt Nam, của Trung Quốc, của Âu Châu, nhất là Âu Châu đó, Âu Châu đánh thuế trong tất cả các quốc gia nha quý vị. Trung Quốc, Việt Nam đó, nó đánh thuế hàng Mỹ còn nhẹ. Trừ có xe cộ ở trong Việt Nam là nó viện cớ này nọ, nó quánh mắt thôi. Ok. Âu Châu nó quánh thuế tất cả mặt hàng của Mỹ. Gọi là má nhận không ra luôn. Do đó ông Trump sẽ đánh thuế lại. Đó là cái chiến lược của ông Trump đó. Không care anh là như thế nào. Nhưng mà các anh công bằng thuế thì chúng tôi công bằng thuế. Nha. Rồi tiếp tục. Giới Hoa Kiều Đông Nam Á vẫn làm ăn kinh tế sâu đậm với Trung Quốc, đặc biệt là ở Thái Lan, Singapore. Nhưng bây giờ bắt đầu né ra đó. Ngày xưa thì đúng, trong 30 năm qua là gần như là họ tất với nền kinh tế của Trung Quốc. Và bây giờ tất cả đều lãnh quả hết rồi. Một trong những kẻ mà gọi là mang tiền về Trung Quốc làm ăn á, từng trở thành tỷ phú và bây giờ banh xác ở Mỹ đó. Hoàng Kiều. Công ty RAAS của ổng ở tại Trung Quốc bây giờ biến mất khỏi thị trường chứng khoán rồi. Mất sạch hết tài sản rồi. Đó là cái giá phải trả đó. Mặc dù ổng đã về Mỹ đó. Đây là cái giá sẽ trả cho tất cả những Hoa Kiều nào vẫn tiếp tục duy trì làm ăn với Trung Quốc. Mà không có sự bảo đảm của chính phủ. Những đại công ty lớn, ví dụ như Foxconn, TSMC,
những công ty đó là những công ty lớn của thế giới đó. Thì quý vị, họ có sự bảo đảm của cộng đồng quốc tế, họ có sự bảo đảm của chính phủ Đài Loan và chính phủ Hoa Kỳ. Họ không sợ. Nhưng mà những công ty cò con đó, thì Trung Quốc nó làm thịt hết. Trung Quốc nó làm thịt hết. Nó không đụng Apple, nó không đụng Foxconn, nó không đụng TSMC, nó không dám đụng tới Samsung. Nhưng mà những công ty cò con khác nó làm thịt hết. Làm gì nó? Đây là cái giá phải trả. Và đó, quý vị thấy đó, tỷ phú Hoàng Kiều bây giờ mất sạch tài sản ở Trung Quốc hết. Bây giờ đang chờ đợi nộp thuế bên Mỹ gần 60 triệu Mỹ Kim không có tiền trả. Cái giá làm ăn với Cộng sản Trung Quốc đó. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Vậy là Trung Quốc theo Nga không dùng iPhone. Không những là iPhone mà kể cả Samsung luôn. Tại vì cái lệnh cấm đó là nhắm vào iPhone và Samsung. Do đó không phải chỉ có một mình iPhone bị. Samsung bị, Google bị luôn. Phone của Google cũng không được sử dụng luôn. Nó nói là những thiết bị ngoại quốc mà. Thì đây là cái lệnh của Trung Quốc đó nha. Người Trung Quốc giàu quá xài tặng iPhone mà Apple cấm thì coi như người dân không biết gì khi không chịu xài thiết bị điều hành bằng Android. No. Cái vị nói vậy chứ không đúng. Dân Trung Quốc bây giờ không có tiền mua iPhone. Kẻ có tiền mua iPhone là đám quan chức và đám có mối làm ăn với quan chức thôi. Dân Trung Quốc bây giờ gần 500 triệu người thất nghiệp, tiền đâu mua iPhone. Trong khi đó ngân hàng đang bị siết nợ. Nợ xấu quá nhiều. Họ đâu đưa ra những cái dịch vụ gọi là cung cấp tài chính cho việc mà trả góp iPhone nữa. Tức là mua phải trả tiền mặt. Dân Trung Quốc làm gì có tiền. Bây giờ gần 500 triệu người thất nghiệp kìa. Cái này nó nhắm vào cái hệ thống gọi là cán bộ đảng viên thôi. Mặc dù thị trường tiêu thụ của Trung Quốc khá lớn đó. Chiếm 1/5 trong tổng số cái lợi nhuận của Apple trên toàn cầu. Trung Quốc chiếm 1/5. Thì bây giờ đây là cái đòn mạnh đánh vào Apple và cũng là cái đòn đánh vào giới gọi là làm ăn ở tại Trung Quốc. Nha, ok. Rồi, châu Âu nhân danh mặt hàng Mỹ chất lượng cao nên đánh thái cao, cũng không phải vậy. Châu Âu họ bảo hộ cho một số công ty của họ. Do đó, một số mặt hàng của Mỹ bị đánh thuế gần chết luôn. Thái nói là nhiều, nếu mà cái quốc gia, cái đối tác mà gọi là đánh thuế nhiều nhất vào mặt hàng Mỹ là Âu Châu. Nhưng mà đánh thuế cao thì không phải Âu Châu. Âu Châu đánh mạnh vào mặt hàng Mỹ. Nhưng mà không có cao. Nhiều thôi. Chứ không có cao. Còn cao là Trung Quốc và Việt Nam. Mặt hàng Mỹ vào Việt Nam đều bán giá trên trời hết. Một cái iPhone tôi mua ở Mỹ. Nhiều khi 800 chưa tới 1.000 nữa. Trong khi đó mua ở Việt Nam từ 1.500 tới 2.000. Là do vấn đề ngạch thuế đó. Do ngạch thuế đó. Do đó. Nếu mà ông Trump lên. Ông sẽ áp dụng cái thuế lại. Anh đánh tôi bao nhiêu, tôi đánh anh bấy nhiêu. That is fair tax. Không có cái kiểu bảo hộ đó nữa. Đó là cái cách của ông Trump làm đó. Và tôi thì tôi ủng hộ cho cách này. Joe Biden thì phản đối. Nhưng mà tôi ủng hộ. Tại vì nó phải công bằng. Nó phải công bằng trong cái thị trường cạnh tranh chung. Đừng có đội cái nón đang phát triển nghèo đói gì nữa. Đã gọi là thị trường kinh tế thì phải có sự công bằng. Không có ưu đãi con khỉ gì hết. Nha. Rồi. Vậy là giá iPhone 15 còn rẻ hơn bán ở các quốc gia khác phải không anh Phong? Thì nó có tùy theo cái gigabyte. Quý vị mua một cái iPhone 15. Mà nếu như mà có 64GB hay là 128GB đó. Thì nó khoảng 800 tới 1.000 thôi. Còn nếu quý vị mua 512 hay là trên 1.000 GB đó thì có thể lên tới 1.000, từ 1.200 cho tới 1.800, tùy theo cái iPhone quý vị có, nó có bao nhiêu cái sức chứa. Nếu mà quý vị mua 64 GB hay 128 GB đó thì từ 800 cho tới 1.000 thôi, không có cao. Còn nếu quý vị mua mà cái sức chứa nhiều, từ 256
512 cho tới hơn nữa thì có thể nó lên tới 1.000, từ 1.200 cho tới 1.800 tùy theo cái gigabyte thôi nha. Rồi. Ok, Trung Cộng có trời mới cứu được khi bị Hoa Kỳ nhắm tới. Thì tôi nói với quý vị, Hoa Kỳ chuyển đổi cái mục tiêu và cái chiến lược. Thì cái chiến lược này là sẽ có một cái quy tắc rõ ràng, nó không giống như cái vùng màu xám của 30 năm trước. Quy tắc rõ ràng. Tức là trắng, đen là đen. Thì bây giờ các quốc gia tùy theo chọn màu trắng hay chọn màu đen thôi. Không còn vùng màu xám nữa. Khi này, bây giờ Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, lực cản lớn nhất để tái lập trật tự tại Á Châu là Cộng sản Trung Quốc. Do đó, quý vị, Hoa Kỳ tập trung vào đối phó Trung Quốc là như vậy. Lực cản cho cái trật tự mới tại Á Châu là Trung Quốc. Chính vì vậy mà họ mới đổi quan điểm. Và cái việc mà gọi là chuyển trục về Á Châu này, nó sẽ diễn ra trong một vài thập niên tới. Các quốc gia ở khu vực sẽ phải chọn phía. Ok quý vị, đó là cái bài tin tổng hợp sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho phần tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!